Vâng, Thắng Hoàng xin chào các bác nhé Hôm nay thì Thắng Hoàng làm clip này để thanh lý cho các bác một cục đẩy 800W này Đây các bác xem nhé Đẩy này thì em chưa có vệ sinh đâu Thì anh em, em mua thì em sẽ vệ sinh Kèm theo nữa là về các bác có thể là uh, chưa đạt được hài lòng 100% phần trăm của các bác Thì các bác về vệ sinh thêm nhé Hàng đang rất đẹp đấy Cũng không có xước xác, không có gì đâu đấy. Cái này là dùng lâu với lại vận chuyển về thì đang bụi bẩn này Em cũng chưa có vệ sinh Máy thì đang chạy nguyên bản luôn, máy zin. Không không lỗi nhá, không lỗi vặt và máy đang còn nguyên bản, chưa đụng chạm mỏ hàn. Kể cả bên kia kể cả về đây đấy. Thì mời các bác hãy cùng xem này, đó, nhìn rất đẹp nhá. máy rất khủng luôn cái loại này, máy 800W này đánh rất là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, 800W này là máy class H và công suất 4 ôm của nó là 1250. À, 1250 thì các bác chơi Phun 30, 40 Quá tuyệt vời luôn đúng không ạ Quá tuyệt vời luôn Tụ là đang còn đẹp Chưa có chữa này Phẳng đép này Tụ đang phẳng đép này Tất cả sò xếp là đang còn nguyên bản này Keo nhà máy này Đó Đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Cái này mà vệ sinh một chút thôi là nó đẹp Kính cong luôn này các bác ạ Đấy con này thì uh, em uh, hôm qua livestream rồi em báo giá cho bác rồi là 4 triệu một con này thì anh em có thể ra xem kỹ nhá chế độ đánh này game đầu vào này uh, cắt súp này ô cái này có cắt súp luôn đấy các bác nhá cái này cắt súp luôn này ngon á tín hiệu vào này linh tín hiệu này cầu loa này răng núp chích này Đó Bảo hành cho các bác 3 tháng nhé Giá 4 triệu quá rẻ luôn Nói chung là quá rẻ luôn với cái công suất 800W này Đấy và máy em lại cam kết zin zin cho các bác nữa Đấy, Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Thắng Hoàng nhé 0969 800 985. À, Nhớ ủng hộ cho Thắng Hoàng một nút like Và đăng ký kênh để nhận video Thông báo video các bác nhé Cảm ơn các bác rất là nhiều Xin chào các bác